và trong rất nhiều những tình yêu thương đến với chị trong buổi lễ tiểu tường này, thì có một gương mặt có lẽ sẽ không bao giờ có thể thiếu được trong giây phút ý nghĩa này, và cũng như ngay tại chánh điện của chùa Pháp Lạc nơi chị an trú ngày hôm nay. Không biết tất cả quý vị có đoán được đó là ai không ạ? Vâng ạ, như vậy thì cho phép Diễm Quỳnh mời tất cả quý vị ở đây, chúng ta một lần nữa dành một tràng vỗ tay để cùng chờ đón sự góp mặt của nam danh ca hải ngoại Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Thứ khách thì Mạnh Quỳnh xin kính chào quý thầy, quý sư cô, tất cả quý vị Phật tử, cùng tất cả quý vị khán thính giả cũng như các bạn đồng nghiệp có mặt buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh chào em. Chào anh. Anh Mạnh Quỳnh thân mến, hôm nay thì Diễm Quỳnh lại rất hân hạnh được gặp lại anh, và có lẽ chúng ta rất hân hạnh khi được gặp lại nhau trong một cái ngày rất ý nghĩa thế này của chị Phi Nhung, phải không ạ? Và em nghĩ rằng cái người mà có nhiều cảm xúc nhất vẫn là anh. Và anh đã có một chuyến quay trở lại Việt Nam có thể rằng là rất gấp rút và rất vội vàng. Thì anh có thể chia sẻ điều này với khán giả trong việc có mặt quan trọng ngày hôm nay hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Thật ra thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh mới vừa bay về Việt Nam vào khuya hôm qua. Và sau khi buổi sáng hôm nay Mạnh Quỳnh xuống đây và thấy trời mưa rất là nhiều, và Mạnh Quỳnh chỉ cầu mong cho bớt mưa để chúng ta có một chương trình thật là ý nghĩa, thật là trọn vẹn. Và hồi nãy bên trong Mạnh Quỳnh cũng đã thắp nhang và cũng đã khấn Phi Nhung là mong rằng cho chương trình thật là hoàn hảo, và không ngờ thì trời đã tạnh mưa, quý vị thấy rồi. Vâng ạ, và chúng ta là có một phần lễ rất là thành tựu viên mãn, phải không anh ạ? Đúng rồi. Và chút xíu nữa đi, sau cái phần chương trình tối đêm nay thì sáng mai Mạnh Quỳnh 4 giờ rưỡi sáng Mạnh Quỳnh phải bay ra sân bay, bay thẳng về Mỹ lại để hát show bên đó. Wow, thưa anh Mạnh Quỳnh thân mến và thưa quý vị, có thể nói rằng chúng ta cũng đã rất vui mừng khi buổi lễ ngày hôm nay, lễ tiểu tường của chị đã và đang diễn ra thành tựu rất viên mãn. Có sự tham gia và đồng hành của rất nhiều những cá nhân, những tập thể, những đối tác, những anh chị em, bạn bè, thân quen, thân yêu, thân thương của chị Phi Nhung. Và bên cạnh đó, như Diễm Quỳnh được biết thì chúng ta cũng có một người bạn, một người chị nhưng mà là người bạn của chị Hai Phi Nhung, cũng đã đồng hành với chị trong chương trình ngày hôm nay, và cũng là người đã hỗ trợ về mặt âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật live stream. Hình như đó là chị Uyên Phương, có phải không ạ thưa anh? Và dàn âm thanh, ánh sáng của chúng ta hôm nay đều là có sự hỗ trợ của Uyên Phương. Mạnh Quỳnh xin cảm ơn Nguyễn Phương rất nhiều. Đọc tờ thân thơm ngát đến trên khắp miền quê. Giọng hát quen thuộc của Phi Nhung về Trà Thanh Nhiệt, Đó Tờ Thanh, nghe sao mà nhớ. Kẻ ngắm người mê. Phi Nhung đã đồng hành cùng nhãn hàng rất nhiều hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa trong nhiều năm liền. Hãy cùng Phi Nhung và Dr. Thanh chung tay đóng góp 10 triệu lít nước sạch giúp đỡ miền Tây khắc phục những khó khăn hiện tại. Đó không chỉ là tấm lòng mà còn là sự yêu thương, chia sẻ của chị đến với mọi người. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ Phi Nhung và những hoạt động đóng góp mà chị đã dành cho xã hội và chúng ta. Bao lâu rồi bạn chưa nghe vợ thằng Đậu nói ghét ghê vậy đó. Cảm ơn Phi Nhung đã đồng hành cùng chúng tôi. Bây giờ một bài hát mà một năm trước Mạnh Quỳnh đã có dịp hát để tiễn Phi Nhung đi du lịch xa. Thì hôm nay Mạnh Quỳnh xin mượn nhạc phẩm này để một lần nữa hát live tại nơi đây để tặng tất cả quý vị có mặt tối hôm nay, và chúng ta cùng đốt một nén nhang lòng để tưởng nhớ đến người nghệ sĩ tài hoa, nữ ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát này Mạnh Quỳnh gửi đến quý vị, đó nhạc phẩm được mang tên Tiễn Em Cuối Đường. Quý vị cùng lắng nghe nha. Cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn anh. Và có lẽ Phi xin được tiếp lời anh một chút xíu là nếu như quý vị vẫn còn đang cầm những ngọn đèn đăng trên tay, thì trong ca khúc này quý vị có thể thắp sáng những ngọn đèn ấy để cùng hòa mình trong ca khúc của anh, có được không ạ? Được. Dạ, xin cảm ơn anh rất cảm nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Được.
sầu vào tim. Nhìn nhau phút giây lần cuối trong đời, để rồi muôn kiếp lìa nhau, bọn mình gầy đôi nhịp cầu, nỗi u sầu giăng kín hồn tôi. Xót thương kiếp tầm nửa đời nhà tôi, tình duyên trái ngang hạnh phúc lỡ làng. Vì đời quên hết tôi xanh, ngậm ngùi đắng cay riêng mình, đêm trở về giá lạnh phòng tôi. Tôi tiễn em đi về miền thế giới xa xăm, để lại trăm nhớ ngàn thương. Quên đi trần thế lắm cơ cầu, nhiều muộn phiền vây kín hồn em, thì lưu luyến chi chắp tay khấn nguyện cho người bình an. Tìm vui thánh thơi nơi cõi vĩnh hằng. Nghẹn ngào tôi hát ru em, một lần rất tiếng tu buồn, thôi vẫy chào vĩnh biệt tầm nửa đời nhà tôi. Tình duyên trái ngang hạnh phúc lỡ làng. Vì đời quên hết tôi xanh, ngậm ngùi đắng cay riêng mình, đêm trở về giá lạnh phòng. Lần rất tiếng thu buồn, thôi vẫy chào vĩnh biệt người ơi. Nghẹn ngào tôi hát ru em, một lần rất tiếng thu buồn, thôi vẫy chào vĩnh biệt tình. Quý vị rất nhiều.
nói thiệt với anh là em không có dám lên. Tại vì thứ nhất là khói của em chưa kịp thấy đường. Thứ hai nữa là khán giả muốn anh ở lại hát hoài, mà MC ra là sợ khán giả đuổi MC vô. Thật ra thì Mạnh Quỳnh muốn hát rất là nhiều quý vị ơi. Nhưng mà quý vị thấy trời mưa rồi và chương trình anh em nghệ sĩ bên trong rất là đông. Thì hát tối đêm nay, thôi Mạnh Quỳnh xin diện sân khấu lại và chúng ta cùng nhau sẽ trộn. Dạ, như thế này thì làm sao có thể từ chối được, có phải không thưa quý vị? Vậy thì em xin phép anh Mạnh Quỳnh cho em đi vô trong chút xíu. Dạ. Được không anh? Được, nhưng mà chắc chưa chuẩn bị nhạc. Dạ, có sự hỗ trợ là của bên nhạc. Dạ, xin nhờ chị. Chắc trong cái list đó luôn, lấy ra cái bài cho Quỳnh, cái bài Tìm Em Trong Kỷ Niệm đi. Wow. Một nó nằm khúc, trong cái list đó luôn đó. Một ca khúc mà quý vị đang mong đợi rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin phép nhường sân khấu cho anh thêm một lần nữa. Một tràng vỗ tay thật lớn để cho nên ca Mạnh Quỳnh ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị. Thật ra thì quý vị biết là thật lòng mà Mạnh Quỳnh nói thì đã một năm rồi. Nhưng mà đối với Mạnh Quỳnh rất là sợ khi mà đi đâu ai hỏi về Phi Nhung hoặc dùng cái từ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh rất là ngại, rất là sợ. Tại vì trong thâm tâm Mạnh Quỳnh, Phi Nhung không có ra đi, không có mất. Cho nên Mạnh Quỳnh khi mà ai hỏi Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh rất là tế nhị, dùng cái từ là nữ ca sĩ Phi Nhung, chứ không bao giờ Mạnh Quỳnh dùng cái từ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Bởi với đối với Mạnh Quỳnh thì Phi Nhung lúc nào cũng còn sống bên cạnh của chúng ta. Mặc dù giờ Phi Nhung chắc đang ở một cái nơi nào đó an lành và vui vẻ, nhìn xuống nơi đây thấy một chương trình như thế này, và tất cả mọi nơi từ những cái trung tâm ban nhạc cũng như những cái truyền thông, những nơi khác cũng đều, những chùa cũng đã tổ chức đêm nay rất là đông. Đó là đủ để cho Phi Nhung thấy rằng sự hy sinh của Phi Nhung hoàn toàn có ý nghĩa, phải không quý vị? Cho nhạc lớn chút xíu. Tôi trở về thăm người em nhỏ bé. Từ bao ngày qua cách hai phương trời, Sài Gòn phố xa đông vui, người người rộn rã hân hoan. Sao mình tôi lạc lòng chơi vơi? Nhớ qua người ơi đường chiều chung, dệt bao mộng mơ suốt tuổi xuân thời, ngọt ngào ấm áp lời ca, tình mình dệt gấm thêu hoa, bao kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa. Tôi được ôm em vào lòng, cho thỏa niềm nhớ thương chờ mong. Sẽ lướt nhẹ qua nơi kỷ niệm xưa đó, phòng trà đồng giao không tên trống đồng. Nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là ký ức trong tim. Em xa rồi phố khuya lạnh lùng. Dạ.
qua người ơi, đường chiều chung bước dệt bao mộng mơ số tôi xuân thời, ngọt ngào ấm áp lời ca tình mình dệt gấm theo hoa, bao kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa. Biệt chân mây em ra đi về nơi cuối trời, xin em hãy một lần về trong giấc mơ, để tôi được ôm em vào lòng cho thỏa niềm nhớ. Qua nơi kỷ niệm xưa đó, phòng trà đồng dao không tên trống đồng, nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là ký ức trong tim em xa rồi phố khuya lạnh lùng. Nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là trong tim em xa rồi còn chi nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Dạ, hẹn gặp lại anh và chúc anh thật nhiều sức. À, cảm ơn quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn cho nam danh ca Mạnh Quỳnh được không ạ? À?